sinh như này thôi. Chị này bên đó mà có hỏi cho mình Trung Quốc á hả? Ừ. Ừ, chị mày ở đâu rồi? Tỉnh nào? Sao hả? Sao cái đó hả? Mà cũng không đi ra ngoài luôn hả? Rồi đi làm rồi sao tiền đâu xài trời? Cái này cái gì hả?
这两个随便去找，可以联络到对面去吗？对对对对。